Người khiêm cung, cung kính thì lòng họ đầy hoan hỷ, mặt đầy vẻ vui tươi. Chùa chiền ở nước ta có một quy tắc nhất định. Khi bạn bước vào cửa, nhìn thấy hình ảnh đầu tiên là gì? Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát Di Lặc là tượng gì? Là tượng của Ngài Bố Đại Hòa Thượng. Thời triều Tống có Bố Đại Hòa Thượng. Lúc Ngài viên tịch có nói cho mọi người biết Ngài là Bồ Tát Di Lặc Thái Lai. Nói xong liền đi ngay. Đây là thật chứ không phải là giả. Nói xong liền đi ngay. Cho nên sau này, người mà tạo tượng Bồ Tát Di Lặc đều tạo tượng của Ngài. Phật hoan hỷ là hình ảnh đầu tiên nhìn thấy. Bước vào cửa Phật như thế nào? Rất hoan hỷ. Hình ảnh mà Bồ Tát thị hiện ở trong tất cả đại chúng là thường sanh tâm hoan hỷ, pháp hỷ sung mãn. Thể hiện ra một mực từ bi. Tất cả mọi ý nghĩ bất thiện, hành nghiệp bất thiện của chúng ta mới dễ tiêu trừ. Nếu như không làm được điểm này thì nghiệp lực của bạn không thể tiêu nổi. Nếu nghiệp không tiêu nổi thì chắc chắn sẽ tăng trưởng. Vậy thì phiền phức lớn rồi. Ở trong lục đạo là thân nghiệp báo. Nếu thiện nhiều ác ít thì bạn hưởng phước. Thiện ít ác nhiều thì bạn phải thọ tội. Không thể trách người khác. Biệt nghiệp cộng nghiệp đều không thể oán trời trách người. Đều phải biết tự làm tự chịu, tự mình gánh lấy. Không ai có thể thay thế được. Đạo lý này không thể không biết. Chúng tôi sinh ra và lớn lên trong thế gian này 80 năm rồi. 10 năm đầu tiên rất tốt. Còn được sự ảnh hưởng đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức của thế hệ trước. Tuy xã hội có loạn động, chúng tôi sống ở nông thôn, không có bị ảnh hưởng quá lớn. Người dân ở dưới nông thôn vẫn có thể duy trì phong tục thiện lương chất phác đó như trước đây. Trong tâm chúng tôi lúc còn nhỏ không có ý nghĩ người ác. Trong tâm nghĩ như thế nào, người nào cũng là người thiện. Thế gian không có người ác. Là lúc tôi 10 tuổi. Nhưng đến 20 tuổi thì khác rồi. Thời kỳ kháng chiến. Năm kháng chiến đó là năm 26 Dân Quốc. Tôi được 11 tuổi. Lên sống ở thành thị. Thói đời ngày một tệ, nhưng biên độ biến đổi vẫn không lớn. Có thể cảm nhận ra được. 30 tuổi tôi ở Đài Loan. 23 tuổi tôi đến Đài Loan. 30 tuổi, trong gần 10 năm này, nếp sống xã hội Đài Loan còn tốt. Đồng bào Đài Loan rất chất phác. Tôi đi thuyền từ Quảng Châu đến Đài Loan, đến Cao Hùng, thì lên bờ, về trú tại doanh trại Húc Đinh, Đài Nam. Nhân dân đôn hậu. Chúng tôi đến nơi đất lạ quê người này, đi đến thăm bạn bè, hỏi thăm đường. Thời đó con người thật sự tốt, người làm buôn bán nhỏ, họ có thể để gian hạt đó. Nhắc tôi đi tìm, là sợ tôi lạc đường nên dắt tôi đi. Thật cảm kích. Hiện nay không còn nữa. Cho nên cứ từ 10 năm một mà nhìn. Hiện nay là bị phương Tây. Văn hóa phương Tây ô nhiễm vô cùng nghiêm trọng. Giá trị quan của phương Tây thay thế cho lời. Giáo huấn mấy nghìn năm của tổ tiên xưa đối với chúng ta. Chúng ta dần xa lìa đối với những lời dạy của tổ tiên rồi, và nảy sinh sự hiểu lầm nghiêm trọng. Giá trị quan phương Tây, cách thức sống, cách thức tư duy của người phương Tây mang đến tai nạn cho chúng ta. Điều này không thể không biết. Chúng ta cần nghiêm túc mà suy xét. Những thứ của phương Tây có tốt không? Trước đây chúng ta đều nói là tốt. Hiện nay người phương Tây tự mình phát sinh ra vấn đề. Họ phải đến nơi chúng ta để tìm kho báu, đến Ấn Độ để tìm kho báu. Tìm phương pháp hóa giải xung đột, khôi phục xã hội ổn định hòa bình. Họ vẫn chưa thể chân thật giác ngộ. Thế nào gọi là thực sự giác ngộ? Hiện nay trong xã hội, cái gọi là tai họa tự nhiên. Như vậy ở nước ta, ở Ấn Độ xưa, có thể tìm thấy phương pháp giải quyết không? Đáp án là chắc chắn có. Hiện nay họ vẫn không tin. Họ tin khoa học.